đẹp lắm này nhỉ. Đẹp chứ không đẹp, bảo ba vàng làm gì. Thank you.
đây 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 không biết không biết đây là chị ạ. Mọi lần có túi để sách như thế nào không lại có túi sách bỏ mũ ra con mũ kia con nọ mình đi vào ấy nhỉ nó có sách thép đi theo mà nhỉ. Vâng, xin lên cặp vậy ba trực tiếp ạ. Sang đây đi. Sang cái mũi mỉm lên không đẹp. Đứng dậy, không không, anh đứng em đấy, em mới được cả. Bình chung nữa. Bye bạn. Bye bạn. Bạn bán hàng không? Rồi, tôi được rồi, được rồi, được rồi. Bà Yên bảo đi xuống. Cát Tường em xin chào chị. Mênh mông. Rộng nhờ. Chùa nguy nga. Cái này mới gọi là ba vàng. Sáng loại nguy nga. Hello. Chị Cát Tường. Mừng An xin chào nha. Và chùa phải bỏ dép ra, giờ mới đi giày vào. Để đó anh được mà. Bọn xuống kìa. Sao mày nói xem lên đây. Không khác thì thôi anh mời. Xuống đi thôi vậy. Dài. Có lên sau xem không? Ừ, đang ở chùa Ba Vàng. Có lên chùa trên nữa không? Nó cho mình một cái túi nữa. Hả? Vào tới đây nó cho mình một cái túi nữa xong lại đi xếp của nó đi nữa. Đi xong cho sau xem biết là xong không? Xem hết rồi, mọi lần được xem hết rồi mà. Cô Huyền thì Lâm đấy. Đi, coi lên. Bồ vui lòng trong. Đi, đi. Đang chùa Ba Vàng đấy mừng An ơi. Hà Hoàng xin chào. Thank you.
Bạn xuống lên không? Tang chùa Ba Vàng đây. Chùa sạch đẹp. Chắc bạn không đi rồi. Bạn không đi rồi. Đâu chào cái gì mà. Lấy đâu hết. Mừng ơi đang làm gì đấy? Đi à? Bắt đầu. Hay xuống đấy đi. Đâu hết mình đi đâu xuống. Quay đằng này. Quay đây xuống được, quay đằng kia xuống được. Quay đi hai ba đường, chân đỉnh kia đã đến hết rồi. Chào cả nhà nhá, em tắt like đây. Đẹp thật nhỉ.